Mến chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog trong bản tin chiều ngày hôm nay. Thì hiện tại Tiến đang có mặt ở dưới chân cầu Dòng Cống nè cô chú anh chị, nơi xảy ra vụ việc đáng thương tâm của chị Hà mà bị té sông mà 12 ngày mới nổi á. Thì ngày hôm nay Tiến đến đây cũng có cái mục đích ha, là đến đây để mà gặp một cái nhân vật đặc biệt để mà cung cấp thêm một số những cái thông tin xoay quanh cái câu chuyện của chị Hà. Nhưng mà thật sự rất là bất ngờ nha. Thì ngày hôm nay Tiến có mặt ở đây, thì anh Tuấn cũng có mặt ở đây luôn. Thì thời điểm mà Tiến đang quay cho cô chú anh chị xem là trước đây nè, thì Tiến đang đứng ở phía bên cầu ở bên Đồng Tháp. Còn anh Tuấn anh đang đứng dưới chân cầu Cần Thơ. Đó. Thì một chút nữa Tiến sẽ đăng cái đoạn mà anh Tuấn anh chia sẻ căng nha cô chú anh chị. Anh nói rằng anh quyết sẽ đem hai YouTuber là sẽ là đi ủ tờ căn nhà cái sự việc của anh bây giờ anh lo chưa xong nữa, bây giờ là anh muốn đưa hai YouTuber đi ủ tờ luôn cô chú anh chị, sợ quá đó. Thì trước mắt thì Tiến xin mời cô chú anh chị chúng ta sẽ cùng nghe một cái sự chia sẻ liên quan tới cái câu chuyện mà tại sao mà chị Hà ở dưới dòng sông đó. Thì anh này lại có thêm một cái thông tin mới muốn chia sẻ đến cho mọi người, thì Tiến xin mời cô chú anh chị cùng nghe. Sau đó thì Tiến sẽ đưa cho cô chú anh chị nghe những cái lời của chồng chị Hà là anh Tuấn nói về việc mà lùm xùm những ngày vừa qua nha, cũng giống như giải thích nha, xem những cái sự việc mà anh ta giải thích có đúng hay không nha. Hello. Dạ alo. Dạ đúng rồi. Dạ. Cũng ra gì hết, nhưng mà nó có một cái manh mối anh thấy là có lý đó. Anh Thợ Lặn mà em có tiếp xúc với anh Thợ Thợ bữa lặn mà anh cái anh mà vớt xác đúng không? Dạ. Yeah. Có tiếp xúc cái anh vớt xác anh Thợ Lặn đó, anh nói là khi mà cô Hà nổi lên đó là nó đã có cát trên lưng đúng không? Anh có coi một cái clip của cái người nào đó là nói hồi trước Tết đó là có một người bạn đi lại, là tại vì chiếc xà lan của chị Hà đó, cô Hà đó kêu bán, có một người lại coi, là khi mà lại coi chiếc xà lan để mua đó là kêu 5.4 tỷ hay gì đó, thì lại thì lúc đó thì thằng Tính đó, nó đòi 5.6 tỷ nó bán, nhưng mà cái người lại mua xà lan đó nó thấy một cây láp là cái người đó nói là phải trên 200 kg. Yeah. Đó là theo anh nghĩ, nếu mà cái người vớt xác mà lúc nổi cô Hà nổi lên mà trên lưng có cát á, là anh nghĩ là cái thằng Tuấn nó quấn cô Hà vô một cái bao, còn không phải là cái bao nó sẽ co lại không bao giờ được đâu, một là cái võng, hai là cái mền đó, nó quấn theo xuôi cái cây láp đó, nó quấn hai cái đầu là thí dụ là tóc của cô Hà đi phải không, nó quấn nó dép theo một cái đầu, nó dép tóc lên nó quấn chung luôn, còn cái đầu võng kia nó sẽ cột vô cái láp dài nè, xuôi nè, nó để vô võng bởi vậy khi mà cô Hà nổi lên cái giọng hơi co phải không, là nó dìm xuống kia là cái láp dưới đó, cái láp nó có độ lúng, khi lúng xuống ở dưới đó là cát đó, bởi vậy khi mà cô Hà nổi lên á là nó có cát còn đóng trên cái lưng áo đó, cái láp. Anh nghĩ là cái láp là chính xác nhất đó. Bây giờ muốn tìm hiểu cái người đi lại coi mua chiếc xà lan mà để tìm hiểu coi cái láp đó ở đâu. Là hành tính nó bán cho ai, bán chỗ nào, là dĩ nhiên là cái láp đó phải cái nguồn gốc là cái láp đó. Rồi khi nó quấn tóc đúng không? Nó quấn tóc thì cái láp nó dìm xuống, nhưng mà cái xác của cô Hà nó không thế nào mà nó dìm xuống cát nổi. Nó còn nằm ở trên. Khi mà cào nó mới vô tình ngay cái phần cái bao hoặc khi mà đứt dây là nó vô cái móc. Cái láp nó cũng như thế, có cái móc cũng như là cái neo vậy đó, nó bị đứt dây, nhưng mà nó cái móc khác á, tại cái kéo đó là nhiều cái móc, còn cái móc khác nó vô tình nó mới dướng vô một cái võng ngay chân cái phần đầu của cô Hà đó, nó mới gắt cái võng đó. Còn cô Hà mà khi lúc đó nó trình cái độ trình nó 12 ngày quá căng rồi. Yeah. Mới tức nổi lên là tóc á, cái đầu tóc nó buộc vô cái đầu, nó gắt tóc của cô Hà mà để nó buộc vô luôn á. Yeah. Tức quá cô Hà giọt lên á, là tóc cái phần tóc với da đó còn dính lại cái giọng dưới á. Yeah. Cái đó thì khả năng đó là khoảng 80-90% là cái khả năng là cái lát, chứ không phải mà cái vỏ xe là bình điện hay là cái gì hết. Yeah. Bây giờ em cứ tìm hiểu
sao mà em gặp được cái người mà đi lại coi mua xà lan á, mua hồi Tết á, Anh cái người nhớ đó là không nha, là anh nghe cái thông tin của cái người đó ở đâu? cái người đó là đi xà lan nữa, mà hồi mới nghe thông tin hồi ngày hôm qua đây, là anh coi cái clip thông tin đó, cái người ngày hôm qua này mà anh nên quên cái người đó ở đâu cũng đi xà lan nữa, là mới nói là thấy cái chuyện này thấy bực tức quá đó, rồi mới nói lên là nghi một cây láp, là tại bữa đó lời mua xà lan á là thấy một cây láp mà hỏi mua tính không bán, mà cái láp nó bị gãy bị hư, nhưng mà chia lại tính nó không chịu bán cây láp đó, là nó để ngay cái cabin, ngay cabin trên chiếc xà lan mà đường đi ra đi vô đó đó. Giờ cái nguyên nhân đó là cái cây láp chứ không có phải là không ba cái vỏ xe hay cái lá gì đâu. Khi mà nó dìm cô Hà, cái láp nó lúng xuống dưới, là cô Hà chết ở dưới đó, là cát nó sẽ phả lên, nó phả lên lưng, nó lọt vô cái võng hoặc là cái mền này, biết không, cái cống của nước ở dưới đáy mà nó bởi vậy. Khi mà cô Hà nổi lên, cái người vớt xác của em có tiếp xúc đó, là nó trên lưng còn có cát. Bây giờ khi mà nó lăn, cô Hà nó còn chưa, cái láp nó lăn xuống sông á, là nó lăn xuống sông rồi vô tình cô Hà nằm úp chứ không phải nằm ngửa nữa. Bây giờ cát nó mới phủ lên cái lưng Nhưng đó, đúng không, còn tóc thì nó cột vô luôn. anh nói cây lát thì anh có thể mà miêu tả cho em cây lát nó như thế nào không? Tại vì cây láp thì anh coi thì nó không có độ dài, anh không biết chính xác là độ dài nha, nhưng mà cái anh tin anh nghe nói là cái cây láp nó phải trên 200 kg, cái bề hoành nó là chín tấc, có gì 90 để chọn 90, nhưng mà nó bằng bằng inox hoàn toàn hết, là nó tầm trên 200 kg đó. 200 kg hả? Cái đó là dùng làm gì trên xà lan hả? Cái láp của xà lan hay gì đó mà bị hư đó, rồi nó nói chung là anh phải dân đi ghe, nhưng mà anh bắt được cái tin tức là cái người đi xà lan mà lại coi mua chiếc xà lan đó, vô tình thấy cái cây láp mà hỏi mua một tấm nó bán á đó. Là nó lúc nó nghi là cây láp, là lúc hồi Tết đó, là nó lại mua chiếc xà lan, là lập gặp cái cây láp đó, nó hỏi nó mua tặng nó để làm cái neo đằng trước á, cái bỏ neo á, nhưng mà tính nó không bán, nó để xài đó. Nhưng mà bữa mà cô Hà mất là cây láp nó không còn đó, nhưng mà không biết cây láp là nó về đâu. Bây giờ em muốn chính xác là điều tra cái cây láp đó đó. Rồi nó chỉ quấn hai đầu thôi, nó cột hai cái đầu, nếu mà nó cột cho mình đó thì đỡ, mà nổi lên thì có dấu này dấu nọ là bắt nó sao, nó cột hai đầu nó chìm xuống sông với cây láp, thì chìm xuống dưới cát rồi nó đâu có lôi xác cô Hà chìm xuống được. Bây giờ cái lưng cô Hà là còn dính cát ở trên đó, khi mà nổi lên là còn có cát đó, là cái người vớt cát nó đó. Cái đó là cái độ chính xác cao lắm đó em. Dạ rồi, để em coi. Rồi 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 thôi nha. Tại vì anh thấy anh cũng bực tức quá, anh tính điện điện nói chuyện em vài ba câu thôi. Dạ. Cái độ chính xác anh theo nghĩ là cái độ chính xác nó cao như vậy lắm á. Lý do từ cái lab á. Dạ. Rồi, cảm ơn em nha. Cô chú anh chị, chúng ta vừa được tìm hiểu thêm một cái manh mối mới xoay quanh cái câu chuyện của chị Hà. Thì bây giờ cô chú anh chị sẽ cùng Tiến chúng ta nghe cái lời phân trần của anh Tuấn có mặt ở cầu Vàm Cống ngày hôm nay. Anh nói gì về vấn đề của chị Hà trong cái mấy ngày vừa qua Tức nha? có đôi lời Quay gì là bên kia nó nói mình quay cái gì không? Là sao mà anh nhờ tụi em đến đây ghi hình anh Tuấn? Em bức xúc tính không nói nữa, ảnh hưởng tới con việc học con mình á. Qua về cúng vợ mà bên vợ không cho mình vô nhà, nhà riêng của hai chồng không cho mình vô, mới bức xúc. Giờ mình về quan tâm, về cúng vợ mà không cho, cái mình không về nữa, mình không quan tâm. Chứ còn tiền bạc, vụ tiền bạc hai cho con của em biết, mà không, anh vợ không làm chi, mình đòi hỏi tiền nó làm chi. Chuyện 80 triệu hứa chuyển cho con gái thì em mới chuyển cho nó 20 triệu 500 rồi, còn 6 triệu đợi chủ hàng nó chuyển tính rồi sổ tao mới chuyển nữa. Mà ổng là anh vợ làm gì mà ổng quan mang vô tiền nó làm gì, dùng sợ tiền bạc đâu, con mình nhỏ nó sợ nó tiền nhiều quá ảnh hưởng tới tính mạng của nó bởi kêu con cái gì mà nói với ngoại đừng nói với ai ôm sùm. Chứ còn nít mà cầm tiền 80 chục người ta theo dõi này kia sợ tính mạng con mình đâu. Mà vì sao mà bên vợ anh không cho anh vô nhà anh Tức? Mình cũng không biết sao luôn, giờ quá nóng lòng nóng ruột gì đó, ai biết nhà riêng của mình mà không cho vô thôi, mình cũng nhường mới nhịn mới đi. Chứ nhà riêng của hai chồng mà không cho mình vô cũng bực lắm. Qua về cũng hỏi bà không cho về.
không cho về hay là anh lên tới nhà mà không cho vô nhà? Lên tới nhà không cho vô nhà. Qua đi xe về tới nhà đến vô cúng vợ với ông ngoài mộ của vợ coi thì sao, bả với anh vợ là không cho vô. Nhưng mà có nhiều thông tin nói là anh không lên thăm gia đình này kia khi chị Hà mất ngầm đó. Bởi điện thoại cũng ai đâu mình đâu, điện thoại anh không trả lời nữa mà nói gì nói chết móc theo chết đi mình cũng chịu chứ. Chuyện mình hỏi thăm con gái mình được rồi, con gái với em cũng điện qua lại hỏi mồ mả mẹ sao á, dưới tiền bạc sao, lấy gì điện ba gỡ tiếp. Rồi bữa hôm tiền chuyến hàng chở tính được 20 triệu 500 gỡ nhỏ nhỏ con gái rồi. Mà tiền bạc của gia, cha con của em thì em biết chứ, mà anh vợ làm gì mà quan tâm vụ tiền nó làm chi. Ông nói em hứa chuyển 80 triệu mà sao không thấy chuyển. Rồi mồ mả của chị làm xong chưa anh? Xong qua về nó nghe nó đám tà mã vậy đó anh. Giờ nhờ ông bác Út gì kêu lên nói giùm nữa cho em về cúng nữa mà mẹ với anh vợ rồi không cho. Ở nhà riêng của em nó vô nhà luôn mà không cho vô nữa. Bữa giờ là anh Tứng đi đâu mà không thấy đi chơi gạo anh? À đi chơi gạo. Cộng đồng mạng cũng hơi đang tò mò về anh rất là nhiều. Đi nhận bình thường mà công an ký văn bản cho mình đi mà có gì ta mời thì mình về. Chứ giờ mình đang thiếu nợ công an cũng trình báo cũng biết nữa cho mình làm ăn nên trả nợ. Chứ giờ đậu đâu hoài tiền đâu trả nợ tiền đâu em xài á. Từ vợ mắc tới giờ là mượn vòng vòng với sửa máy này kia gần 150 triệu á. Chứ cho hai đứa con hết 15 triệu. Cái máy nó hư là thời điểm nào anh Tứng? Thì vụ con tấm xe bằng tấm sàn kêu kiếm cúng rồi phao đạp cho đụng thổ đất rồi đó. Nẩu lên rồi chạy banh máy luôn. Đợt chạy kiếm sát nghe lời bằng tấm sàn chỉ á. Giờ chạy hết ra máy đứng hư luôn. Bữa sát vợ mới nẩu lên mới mượn dùng chính kè vô bờ buộc dây đàng hoàng sửa. Là được sự chỉ dẫn của một người nào đó. À, có bằng chú Tấm Sang của Sài Gòn. Em có nhờ bằng ổng vô nâng kiểm sát tiếp vợ, kiểm sát vợ em tiếp. Mà ổng nói nghe sát tên vợ em mà ổng không có nhận. Em Tấm Sang Sài Gòn đâu kiểm sát cũng tùm lum chỗ á. Rồi anh mới bờ ta chỉ cho số điện thoại. Rồi anh mới làm sao? Anh làm sao mà hư máy? Thì ổng vô không được mới chỉ cái dao phao cúng vậy đó. Cũng trên dinh xương cũng tình trạng kiếm hoài không có đó. Ông nói ra phao chỗ ngay vợ anh chìm chỗ nào anh cúng rồi anh đạp máy chạy như động đất gì đó cho đất trâu vậy nổ sát lên à. Đạp mạnh cho nó đạp mạnh như kia lên ha. Như mà cái huống gì của ta chỉ sao mình làm gì á. Dạ lúc đó có bên vợ đồ cúng rồi vậy nữa mà. Rồi sau đó rồi tôi quen mang tới giờ hiện tại thì cũng còn mời mình về làm việc nữa mà. Đâu có mở bọng vậy đâu, từ ngày vợ mắt mở con lần mộng à. Khi mà lúc mà kè xe xác vô bờ là anh dưới công an về làm việc với công an tới giờ đó không? Đâu có làm việc bọng vậy đâu, công an kêu sợ xác vợ mình lên đó, bên vợ nóng ruột có sợ có chuyện á. Tao mới kêu mình về phường ngồi chứ đâu có mở bọng gì đâu. Như người ta chấp móc con cái mình học rồi ảnh hưởng tới nó nữa. Bên vợ em chắc bị bùa hang đó vậy. Công an đã nói lại mày cho quay hoài. Tôi nghe thông tin bên kia đang bên vợ anh làm đơn trình báo công an gì đó. Thì trình đi, mình cũng làm, công an vô cuộc mà mình có sợ gì đâu. Yeah. Mình tính cho công an vô cuộc càng sớm càng tốt, nên trả lại sự minh bạch cho mình. Nếu mình có tội mình nhận tội chứ mình có sợ gì đâu, thưa kiện đâu thưa đi. Chứ giờ con đang vậy ta thưa mình cũng ép ta được gì đâu, thưa đi, làm cho mau mừng nữa. Tại vì có nhiều thông tin trái chiều, tức là tìm những cái gọi là chứng cứ này nọ để mà gài anh vào cái khuôn đó ta. Có đâu, cộng đồng mạng xin đó, tại em vợ em buồn, không buồn em làm nó đơn, hay nó vô thế chức em rồi. Đăng em ở tù, công an kêu làm đơn là hang nó ghép vô khung cũng ở tù đó. Mà vợ mình mới mắc lu bu quá, thôi bỏ. Rồi sau sự việc này á, là anh đi làm ăn rồi thấy có ổn định không, hay là mình có bị vướng mắc những cái gì đó khó khăn không? Bình thường để coi, tính không có mượn anh nói này kia giùm để cho con mình ăn học luôn, để ảnh hưởng con mình này kia luôn. Chứ công việc mình vẫn bình thường ha? Công việc mình bình thường đâu gì đâu.
sợ bị ảnh hưởng. Cũng điện nhóm gái hoài, nó học có kẹt tiền điện ba gỡ đó, mà tiền bạc thì cha con của em biết. Chứ không anh vợ không làm, nhưng mà tiền của nhóm gái mà ông hỏi chuyện chưa làm gì. Ổng là cậu thôi chứ mà không quan tâm vô tiền bạc đó làm chi. Rồi hoàn thành cái mộ của chị Hà đó là bao nhiêu tiền anh? Chưa, hỏi nhóm gái đi học lu bu rồi nó chưa nói. Thì lúc đầu em có nói với nhỏ con gái đó coi mộ mẹ coi nhiêu thì ấy thì nó thiếu đủ nhiều gỡ điện ba gỡ thêm. Mà tiền hàng nó chưa trả, nó trả mới 20 triệu 500 rồi chuyển cho nhỏ con gái. Ừ. Còn chuyến sau năm mấy 60 triệu ta chưa chuyển. Em quyết định đến bỏ làm ăn luôn, đến thưa nó đó. Cái gì đang có sự thật thì nói sự thật, có một mà nói tới mười không. Bởi bên vợ em mới biết nghĩ sao. Có cơ quan công an vô cuộc thì mấy đó thôi bỏ đi, mày chuyện vậy lên Tạ Mã cũng lên quay, mà từng cũng quay. Quay hoài ảnh hưởng con mình chứ mình có sợ gì đâu. Em làm đơn thưa nó tụ liền á. Mấy công an sự chỉ em làm đơn đó thưa nó đó, mà em thấy sao lu bu vợ con mình vậy thôi, làm hoài gây cắn hoài mất công. Mấy anh công an chỉ cứ làm đơn là thưa là hàng đó ấy đó, vụ mà đăng hình em ở tù này kia công an nó ghi trơn rồi, nó xong việc này mời hàng đó đó. Vậy là công việc hiện tại của anh là vẫn bình thường? Bình thường có gì đâu, anh có mang bọng đâu có mời gì đâu. Đợi có giấy khám nghiệm thì tôi thi rồi tôi điện cho mình hay. Như hai bên là anh có cái bản này kia rồi. Chưa biết kết quả anh. Chưa biết kết quả anh. Có điện nhờ công an nó, anh cứ đi bình thường đi làm kiếm tiền đi, có gì em mời. Mời thì em nó mời nào mời em có mặt. Chứ mình có gì đâu trốn tránh. Tức cái vụ mình về mà nhà mình nhà riêng của hai vợ chồng, có nhà của bà mẹ bà vợ mình không tức nữa. Nhà riêng của hai vợ chồng mà về không cho mình vô nhà. Cái đó ai không cho anh? Bà vợ với ông anh vợ. Rồi gia mộ cúng, gia mộ vợ coi sao cúng không cho cúng, về nhà không cho về luôn. Rồi thấy vợ mình mới mắc gì cũng con ta nói vậy thôi, mình cũng không có ấy nữa, mình bỏ mình về. Hỏi đâu hỏi điện số điện thoại bả rồi ấp đó ấp gì mới biết không. Nói sớm hỏi ấp gì, ấp chỗ vợ tôi, nhà vợ nó ấp gì mới biết không. Thì có rất nhiều trên cộng đồng mạng á, không phải là những người anh em YouTuber quay, mà khán giả cũng thắc mắc đó, tại sao 12 ngày mới nổi lên rồi có người đặt nghi vấn này nghi vấn kia. Theo anh thì giờ xác với xong rồi sao mình biết. Dạ. Giờ mình cũng tích cực ngày đêm kiếm hoài không có, mình cũng biết sao giờ. Ngự thì nói sao mà bao ngày, ngự nó 12 ngày. Giờ đó thằng Lễ trên đó 24 tuổi đó, giờ cũng 10 ngày đó chưa nổi đó, sao không đặt vấn đề đó đi. Vợ em 12 đó, 10 chưa thấy đó, không đặt vấn đề đó nữa. Còn vụ mà Hải xin ra ngoài mộ, vợ em kêu cộng đồng mạng quyên góp á, nậu nhiều đó em là đơn nó cũng chết đó nữa. Cái lúc mà anh đang chia sẻ với YouTube á, là em đang đứng bên cây cầu bên đây nè, anh đang đứng cây cầu bên kia. Thì thật sự qua cái bài chia sẻ của anh Tuấn này á, thì em mới nói như thế này nè. Là ảnh tại sao mà ảnh đến nhà mà người ta không cho vào nhà. Tại sao anh không quay lại? Anh hôm nay anh nhờ YouTube quay được, chứ anh không lẽ hôm qua anh không quay được, đúng không? Anh lại với tâm trạng như thế nào, với thái độ như thế nào mà người ta không cho anh vào nhà? Phải hỏi được gì? Tại sao bữa giờ anh không lại mà hôm nay hôm qua anh mới lại? Hay là nghe cộng đồng lên án nhiều quá, lương tâm mình nó gay gắt, mình hôm nay hôm qua mình mới dám lại? Anh hỏi lúc mấy giờ? Đó, ai là người không cho anh lại?
anh nói rõ ra đó, đúng không? Bữa đám tang vợ anh thôi mà anh còn lại có 5 phút nữa, hơn chi là hôm nay. Và với nó cái sự việc này, đầu tiên là em không tin rồi đó cô chú chị. Cái thứ hai nè, cái bữa mà cúng heo á đó, thì ảnh á, quý vị thấy không, ảnh nói anh đưa cho con gái ảnh, anh nói trên cộng đồng mạng anh chuyển cho con gái anh 80 triệu, thì bây giờ gia đình người ta nhận không được thì người ta phải lên tiếng không có nhận chứ, lẽ giờ không quan tâm sao được, lẽ giờ anh nói anh chuyển cho nhiêu cái bây giờ là phải lên xác nhận cho anh à có chuyện, hoặc là im lặng ha, im lặng là người ta nói ừ anh chuyển rồi. Đằng này anh nói một đường mà tới hôm nay là bao nhiêu ngày rồi, từ bữa cúng heo tới giờ là hôm nay là bao nhiêu ngày rồi, tại sao anh vẫn chưa chuyển? Thấy không, mở miệng ra là một là con gái, sợ con gái ảnh hưởng này kia. Trời, em nói thật sự với quý vị, nếu mà anh thương con gái ảnh như vậy á, thì tại sao ảnh lại đối xử tệ bạc với chị Hà mà để cho con gái ảnh phải ghét ảnh tới ngày hôm nay, quý vị thấy không? Thay vì á, con gái ảnh đã kêu ảnh bằng ba nhưng mà kêu bằng ổng không à, đó chứng tỏ rằng á là anh đã gieo lên cái hình ảnh của anh vào đầu của con của chị Hà, con gái lớn á, là hình ảnh không tốt rồi. Anh phải đối xử nó không tốt thì nó mới không có thương anh. Mà anh nghĩ đi, anh là người cha mà 3 năm trời anh không có đến, anh thăm hỏi, anh không có hỏi con anh như thế nào, mà anh nói rằng anh thương, anh sợ ảnh hưởng tới bé học này kia. Trời, anh thương quá, tại sao lúc chị Hà còn sống đó anh không thương mà giờ anh mới thương, đúng không? Chị Hà kêu chia làm 4 phần anh không chịu, anh đòi chia 5 năm, một mình anh 5 phần còn ba mẹ con thì là 5 phần. Anh thương kiểu gì kỳ cục vậy, đúng không? Lúc có chị Hà thì sao anh thương, đúng không? Còn anh nói nhà của anh nói câu đó ra anh không mắc cỡ hay gì á. Trời ơi, cái nhà này là tiền tích góp của chị Hà, mà cái tiền nó không liên quan với anh, nó tiền nó chia đôi ra rồi, chia ra làm 4 rồi. Chị Hà tích góp từng đồng từng cắt để mua xây được cái nhà cho ba mẹ con ở. Còn tiền cái phần của anh á là anh đi chơi cờ bạc gái gú hết rồi, làm gì có tiền anh nữa mà giờ là nhà của anh, đúng không? Nếu mà anh có lòng á là từ bữa tới giờ anh đã lại, sau cái bữa đám tang anh đã lại rồi, anh hỏi thăm rồi, anh lo lắng, nhiều khi người ta còn bớt giận hơn nữa. Còn đằng này anh thấy cộng đồng chỉ trích anh nhiều quá, anh không lại, cái hôm nay anh mới lại hả? Hay là anh lại cho có, hay lại qua lo, anh lại với một cái thái độ gì, đúng không? Rồi anh nói cho ai vô ủ tờ. Em nói thật sự chứ, chia sẻ lên những cái thông tin như thế này nè, sai thì chịu trách nhiệm, không có sợ gì hết trơn á. Nhưng mà anh cũng quan trọng là một phần á là mình thấy không lấy hộ thiện lương tâm của chú anh chị đó. Sự việc như vậy nè đó, đáng lên án như vậy nè, thì chúng ta cần phải lên án thôi đó. Cơ quan chức năng họ sẽ vào điều tra, họ sẽ làm sáng tỏ hết đó. Anh khỏi thưa ai hết trơn á, còn ai ủ tờ thì anh hãy chờ xem đi, đúng không đó? Anh không có qua khỏi đâu, em nói thật sự chứ. Đừng có nghĩ rằng á, mình những cái chiêu trò hay là những cái gì đó mà trên cái gương mặt anh nó thể hiện hết rồi. Không ai mà thương vợ, không phải là tới ngày hôm nay anh thương vợ lại anh hỏi là anh thương vợ đâu. Mà người ta cần anh là những cái bữa hổm kìa, lúc gia đình cần, lúc vợ mình cần, lúc con mình cần kìa. Anh đâu, hay anh lo chạy chiến hàng, rồi nó hư máy, rồi hôm nay anh đổi thừa chú Tám Sang nữa. Trời ơi, chú Tám Sang chưa giờ chỉ, người ta biết bao nhiêu người rồi, có ai bị hư máy không mà nó trùng hợp gì? Trùng hợp mà chỉ có vụ mà chỉ mà anh làm tài công, anh làm lái xà lan bao lâu rồi mà anh nói rằng chú Tám Sang chỉ như vậy nên mà anh hư máy này kia hả? Nói một cái câu chuyện rất là phi lý, đúng không? Không lẽ anh biết cái chỗ đó hư rồi anh vẫn cố gắng anh làm, không nhờ những cái người khác, người ta cột dây vô những cái móc, người ta móc thì vợ anh có nổi lên không? Mà nói là do mà anh chạy, anh nói chung là anh gì đắt gì đó, nói sai hoàn toàn. Máy gì tới 150 triệu, cũng trùng hợp ghê luôn á, em nói thật sự chứ. Trong cái câu chuyện của anh á, người ta không muốn nghi ngờ anh đâu, nhưng mà mọi thứ nó cứ dựa diễn theo giống như là có một sự bàn tay nào sắp xếp mọi thứ á. So sánh với cái cậu bé mà 24 tuổi té xong 10 ngày không kiếm được, rồi để mai mốt anh xem thử coi con bé đó nó có kiếm được ngay chỗ mà nó vừa té xong hay không, rồi trong người nó không có nước hay không. Mai mốt đi rồi, nếu mà trong người cậu bé đó có nước thì là chứng tỏ rằng cậu bé té xong, còn tại sao trong người của chị Hà, trong phổi chị Hà không có nước? Đó là những cái điều mà người ta đang thắc mắc. Tại vì trên xà lan giờ chỉ có anh với chị Hà thôi, chứ giờ có ai nào là cái việc mà anh đi chặt cái xuồng để cứu vợ, rồi cái việc chị Hà bay lại nhiễm cười với anh, nó thật sự quá vô lý đối với một người chồng mà khi vợ mình gặp nạn lại biểu hiện như vậy thì nó đâu có đúng, đúng không? Đâu phải là ai cũng dễ cho anh dẫn dụ đâu đó.
Thì đây cũng là những cái thông tin mà ngày hôm nay Tiến muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Thì đây cũng là những cái thông tin mà mang tính chất tham khảo dựa vào những cái lời chia sẻ của anh Tấn nè, và gia đình cũng giống như là hàng xóm xung quanh, để chúng ta đặt ra những cái nghi vấn xoay quanh cái câu chuyện của anh Tấn. Chứ chúng ta không có mà là kết luận hay quy tội, kết tội một ai đó ngoài trừ cơ quan chức năng hết ha. Đó thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Cô chú anh chị nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp kênh Tiến Vlog nha. Xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị.